xin trường quay Follow Me của nhóm 365. Hôm nay 365 đang có mặt tại quán Gabi Cà Phê để thực hiện MV Follow Me cho nhân dịp Noel. Thì hôm nay Kevin với lại Minh Hải với lại Vui Lê đóng vai khách mời đặc biệt xuất hiện trong MV của 365. Bạn bè bình thường thôi, vô quậy chơi tưng bừng trong MV thôi. Không có một đứa nào được bình thường luôn. Có thể Quy là không bình thường nhất. Quy đông lộn nhất. Quy là giống thất bội nhất. Trật tự đi. Hiện tại 365 đang hóa trang thành thất tiên. Thất tiên rất là đẹp, nó hơi vượt xa giới hạn của con người một tí. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận và chấp nhận hình ảnh lạ lùng của 365 và các khách mời. Xin giới thiệu với các bạn, đây Hắc Bạch Vô Thường, hai vị tiên đẹp nhất trong bảy vị tiên. Wow. Tâm trạng của một trong những thất tiên là rất là đau đầu. Hãy rất là thấy rất là thú vị khi mà tham gia cái MV này. Nếu mà các bạn xem MV, các bạn sẽ biết tại vì mọi người sẽ có một cái cá tính riêng và những cái bộ trang phục rất là lạ, rất là độc đáo. Anh cho mình chơi coi. Sự tạo hình và sự biến hóa của tất cả mọi người cũng rất là cũng như game và sau năm nay. Cả bảy người sẽ cùng chơi một bữa tiệc trà hoành tráng giống như là bữa tiệc trà ở trong huyền thoại vậy đó. Mặc dù từ lúc đầu dưới phát thảo của chị Vân thì nó sẽ là một cái MV mang màu sắc vui nhộn. Tuy nhiên thì đến cuối chương trình và những cái ý tưởng nảy sinh trong đầu chị Vân mà bây giờ thì mọi người cũng đã thấy là mỗi một cái cảnh, mỗi một scene khi mà thêm hát vào cũng như là cùng với các chuyên viên trang điểm, stylist và tất cả mọi người đã tạo nên những hình ảnh rất là đặc biệt, rất là lạ cho Alice in Wonderland. Và nó cho mọi người thấy là những cái bộ đồ này nó rất là quý tộc đúng không? Càng ngày nó càng khác. Nên là nếu như set đầu tiên là những set mà 365 ăn mặc đơn giản với vest thì set thứ hai thì đến khi những khách mời xuất hiện thì 365 hóa thân thành những cái nhân vật ngộ nghĩnh và mang phần hơi nói chung là quái dị một chút, cổ tích một chút, mang màu sắc cổ tích một chút. Và đến bây giờ thì là cái set thứ ba, khi mà cái bữa tiệc nó đạt tới cái đỉnh điểm như tất cả mọi người cùng vui đùa với nhau thì mọi người biến đổi thành những cái nhân vật rất là quý tộc như thế này. Giác như thế này lại u về một lần nữa rồi, làm cho IT nhớ lại lúc mà quay Get On The Floor cũng đánh một con mắt rất là đậm như thế này. Will vừa quay xong cảnh của mình thì có lẽ là trong MV Get On The Floor thì các bạn thấy là Will cầm một đại bàn. Trong MV này thì có lẽ là Will chơi thân với lại bạn Thỏ nhiều hơn, bởi vì bạn Thỏ trong cái MV này rất là hiền và dễ thương và không có ai đụng được hết, ai đụng cũng chạy, có mình Will đụng là bạn ấy rất là ngồi yên. Thì ST đang mặc một bộ đồ mặc dù là hoàng tử nhưng mà nó hơi lem luốc một tí xíu. Và các bạn có thể thấy là ở trên đầu ST rất là nhiều bướm, tuy nhiên đã rụng 3 con rồi, thiệt là tội nghiệp cho mấy cái bên bướm đó. Và thứ năm đã đặt rất nhiều tâm huyết vào MV này, cũng từ trang phục, make up cho tới các stylist. Thì Bác Sơn Nam hy vọng là MV này sẽ là một MV đầy ý nghĩa và một món quà bổ ích trong dịp Giáng sinh dành cho tất cả các bạn cũng như các fans của 365. Và hy vọng là với những cái màu sắc rất là nhiều thì nó sẽ đem đến cho cái MV này một cái không khí sôi động đúng như là 365 muốn gửi đến tất cả mọi người vào dịp Noel này. Thì hy vọng là mọi người khi đón xem Follow Me cũng sẽ có cảm giác giống như 365 nhé. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ MV của 365 cũng như Tiên Hồng, Tiên Trắng, Tiên Đen nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.